tưởng tượng bạn là một cái cây và bất thình lình một tia sét dẹp cho một cái. Thế là cháy đen thù lùi. Nghe cứ tưởng như là câu chuyện ảo ma Canada nào đó, nhưng điều này hoàn toàn có thể xảy ra và có thật đấy nhé. Theo bạn thì trong ba cây này, cây nào vừa bị sét đánh? Ôi trời ơi, giữa lúc thiên tai dị tượng xảy ra liên tục thì cái cây này đã bị sét đánh. Đen thôi đỏ quên đi. Và sau khi bị đánh như vậy, nó đã làm lộ ra hệ thống mạch. Ôi trông cứ như mì tô mi các bạn nhỉ. Chẳng biết cây này làm gì sai mà bị trời đánh tơi bởi như thế. Kỳ lạ hơn nữa là cây cọ su cà na này đây. Rõ ràng là trời xanh mây trắng nắng vàng, chẳng mưa gió gì, ấy thế mà vẫn bị sét đánh. Tia sét bất ngờ phóng xuống, xuyên qua ngọn cây, lóe lên ánh sáng rực rỡ. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra quá nhanh chóng, cứ ngỡ đầu còn chưa chớp mắt nổi nữa. Đúng là phận làm cây, nhiều khi cũng không hiểu vì sao lại bị oánh như thế. Thứ hai là một góc thương tâm. Chỉ trong một đêm, hàng ngàn vạn cây xanh đã đổ, hàng trăm ngôi nhà đã bị tàn phá. Và cả trăm người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, lo lo lắng lắng đến nỗi không ngủ được. Tất cả những điều này đều do một con quỷ đội lốt cơn bão gây ra. Đó là một cơn bão vừa ập đến Việt Nam chúng ta vừa qua, đặc biệt là vào những tỉnh miền Bắc. Các bạn ở đây có biết tên tuổi của nó là gì không mà nó lại tàn phá kinh khủng khiếp đến như vậy? Siêu bão Yagi, siêu bão Freddy hay là Jenner? Tuy nó đã qua đi rồi, nhưng cái tên của nó vẫn còn vang vọng đâu đây. Đó là siêu bão Yagi, hung thủ quậy banh miền Bắc, cũng như nhiều nơi trên thế giới mấy ngày qua. Ôi, sức mạnh của mẹ thiên nhiên không thể đùa được đâu. Khi cơn bão ập đến, bầu trời trở nên u tối như quái vật bóng đêm. Gió quay cuồng, gào rít như tiếng nói giận dữ. Cây cối ngả nghiêng, rồi cuộn mình thành cơn lốc xoáy. Những cơn mưa cứ thế ào ào đổ xuống, xối xả từ trên trời. Trận này chưa qua, trận khác lại kéo đến. Mưa cứ thế ròng rã suốt ngày đêm. Rồi từng con nước lũ lượt dâng lên, khiến các con đập dường như quá tải và phải liên tục xả lũ. Thế rồi nước ở sông bắt đầu dâng cao, khiến cảnh tượng lũ lụt thảm khốc xảy ra nhiều nơi, nhấn chìm nhiều thứ, gió to phá nát bươm tất cả. Người dân chật vật tìm trốn dung thân. Đây chỉ là một cảnh quay, một góc nhỏ thôi. Nhưng thử hỏi, bạn đứng ở đó và xung quanh không có ai thì sẽ đáng sợ tới mức nào? Lúc nhanh trí làm video này cũng chính là lúc cơn bão ập tới. Thực sự là một cảnh tượng kinh hoàng các bạn ạ. Trong đó, người anh em Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình là nơi hứng chịu bão nhiều nhất với những cơn gió to và mạnh nhất. Sau đến là Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai là nơi phải chịu cảnh ngập lụt sâu đến tận nóc nhà hậu cơn bão Yagi. Nước vây quanh bốn bề vô cùng khó khăn và vất vả. Nhiều nơi nước cô lập còn không thể ra ngoài làm gì được cả. Có những gia đình có em nhỏ và người già phải nhờ đến sự cứu giúp của những xuồng, của những nhà hảo tâm khác. Đúng thật vậy, con người dù có tài giỏi đến đâu thì đứng trước thiên tai đều trở nên bất lực như nhau cả. Chính vì thế, nhiều trường đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn đấy. Mà không nghỉ thì cũng phải nghỉ thôi. Chắc hẳn chẳng ai mong muốn tình cảnh ngập lụt như thế này đúng không? Nhưng đôi khi hoàn cảnh khó khăn này lại là nguồn cảm hứng để người dân cho ra đời những hình ảnh hài hước đáng nhớ. Ôi, quần ải quần ai bay trong gió kìa. Gió đến là mọi thứ đều biết bay. Từ bé Na vắt vẻo trên dây điện, bé Mực hạ cánh ở xe ô tô và cả bé Cờ Hó bay trên không trung nữa. Trời ơi, có ai như Nhanh Trí không? Nhìn vừa thương em bé Cờ Hó ấy mà lại vừa buồn cười nữa. Chắc bão Yagi phải tự ái lắm lắm khi về đến Việt Nam đấy nhỉ? Vì mang tiếng là bão to mà người Việt Nam lại cứ hồn nhiên như cô tiên thế này thì biết phải làm sao? Và từ cơn bão Yagi nặng nề đó, nhiều người đã cho rằng năm nay là năm rồng, là năm thìn nên rồng phun nước mới có mưa bão to lớn như vậy. Theo bạn thì điều này có phải là sự thật hay không nhỉ? Có rất nhiều người đã cho rằng năm Nhâm Thìn hay năm rồng sẽ có nhiều mưa, lũ và bão. Điều này hoàn toàn là không chính xác. Thực tế, trong 4 năm thìn gần đây, tức là năm 1964, 1976, 1988 và năm 2000, số lượng các cơn bão rất khác nhau. Có năm thì lượng mưa rất nhiều, nhưng có năm thì lượng mưa lại ít. Qua đó cho thấy không có cơ sở khoa học nào để khẳng định năm thìn có bão nhiều hay mưa nhiều cả.
có phải chăng thì nhiều hơn những năm khác một chút thôi. Bạn nào ở đây tuổi rồng không nhỉ? Các bạn thấy sức mạnh của mình đáng gờm đến mức nào chưa? Hãy sử dụng sức mạnh của mình đúng cách để hô mưa gọi gió, chứ đừng quá làm bão lũ như hiện nay nhé. Khi nhắc đến sức mạnh của mẹ thiên nhiên thì chưa dừng lại ở đó, tiếp theo sẽ là cảnh tượng có thật mà bạn cứ ngỡ chỉ là kỹ xảo phim thôi đấy. Hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời trước khi bão đổ bộ là gì? Mây sóng thần, mặt trời màu đỏ hay chim bay loạn xạ trên bầu trời? Qua bao nhiêu tập nhanh trí làm dị tượng thiên nhiên thì đến nay nó đã ập đến Việt Nam và đây là sự thật. Mây sóng thần xuất hiện tại Việt Nam khi cơn bão Yagi đổ bộ tới. Khoảng 17 giờ ngày 31 tháng 8, những đám mây dày đặc cuồn cuộn như sóng thần xâm lấn bầu trời Bình Dương. Đám mây lớn trắng đục xoắn khoảng 3 tầng di chuyển như muốn nuốt trọn bầu trời. Khi đám mây di chuyển, nó phủ kín bầu trời và xà xuống thấp sát nhà mọi người dân ở khu vực đó. Hiện tượng này thường xuất hiện trước khi bão đổ bộ. Những đám mây dài cuồn cuộn, kéo dài hàng km, nổi bần bật cả một góc trời. Trông cứ như thể là một cơn sóng thần cuồn cuộn vậy. Và tương tự đó là ngày 6 tháng 9 vừa qua, ngày sát mép cơn bão Yagi đổ bộ vào đất liền của Việt Nam, thì những cuộn mây cuồn cuộn như vậy đã xuất hiện ở Nghệ An và Hà Tĩnh, khiến nhiều người dân lo lắng. Tuy thế, không phải nó cứ xuất hiện ở đâu và đổ bộ ngay tại đấy, mà nó có thể xuất hiện trước và đổ bộ giống như cơn bão Yagi vào miền Bắc vậy. Nếu như mây sóng thần đã làm anh em Bình Dương hú hồn, thì dị tượng sau đây ở Nghệ An còn kỳ dị gấp 100 lần trước khi bão Yagi đổ bộ cơ. Ôi, dường như mẹ thiên nhiên gửi tín hiệu SOS cho chúng ta ngày một rõ rệt qua hiện tượng này. Các bạn có biết đó là dị tượng nào khi cơn bão Yagi sắp đổ bộ tới không? Bầu trời chuyển màu tím, tám mặt trời xuất hiện đột ngột hay bầu trời xuất hiện một vị thần nhỉ? Ai cũng phải thốt lên rằng đây là bầu trời màu tím và họ chưa từng thấy bao giờ. Chỉ ngay khi mây sóng thần xuất hiện được một hôm thì trong đêm hôm đó, bầu trời đã chuyển sang màu tím. À không, vừa tím vừa đen đen hồng hồng như Blackpink vậy. Ú, à, cha cha, sao bầu trời lại bỗng nhiên đổi màu như vậy? Nguyên nhân nào gây nên màu trời kỳ lạ như trong sách tô màu như thế? Bão lớn sắp tới chính là thủ phạm để lại một vệt màu phủ kín bầu trời. Đây được gọi là hiện tượng tán xạ. Ban đầu người ta tưởng là một sân khấu cực đại nào đó đang phát ra ánh đèn chiếu làm nhuốm màu mây. Nhưng các chuyên gia lại giải thích rằng khi mưa bão đi qua, ánh sáng mặt trời chiếu vào đám mây đen dày đặc đang vẩn vũ trên bầu trời tạo ra màu kỳ lạ, có thể là xanh đỏ hoặc xanh tím như vậy. Còn nhanh trí thì lại tưởng tượng rằng quái vật nào đó đang trốn trong mây đen kia che giấu mình, nhưng ánh sáng quá mạnh không che nổi ấy chứ. Còn để mà nói về độc lạ dị nhất Việt Nam trong thời gian gần đây, khi phải về Hà Nội ăn bát bún rồi ra hóng drama thôi các bạn ơi. Độc lạ Hà Nội khi trên bầu trời ngày 6 tháng 6 vừa qua bất ngờ xuất hiện một vòng tròn xi đen đen, đen xì xì, bay phấp phới làm bao nhiêu người hoang mang. Điều này có phải là dự báo nho nhỏ cho những thiên tai ập tới như cơn bão Yagi vừa qua hay không đấy? Bạn có thể xác định vòng tròn đen đó là cái gì không? Cứ ngỡ là yêu quái phương nào, ai ngờ đó chỉ là một vòng tròn vô danh tiểu tốt. Chuyên gia cho rằng dựa vào màu sắc thì đây có khả năng là một dải khói có nguồn gốc nhân tạo do hoạt động đốt nhiên liệu dưới mặt đất gây ra. Nhiều anh hùng bàn phím khi thấy điều ảo ma Canada này đã nhanh tay để lại comment như u là trời, tưởng là anh chàng nào có sức hút nào nhả khói cơ đấy, mà nhả kiểu gì bay lên tận bầu trời. Hay comment như vòng kim cô của Tôn Ngộ Không đấy tụi bay ơi. Còn các bạn ở đây đã từng gặp dị tượng hay hiện tượng nào vô cùng kỳ lạ tương tự chưa nhỉ? Hãy để lại comment cho nhanh trí biết với nhé. Kế tiếp sẽ là trường hợp của những cái cây độc lạ dị nhất quả đất có skill giữ lửa thân sâu và cũng là một trong những dị tượng vô cùng ấn tượng các bạn ơi. Tại sao cái thân cây này lại bốc cháy từ bên trong ngùn ngụt như vậy trong khi xung quanh lại không có lửa nhỉ? Cứ tưởng là cho đến nay nguyên nhân đã được làm rõ, nhưng vẫn chưa các bạn ơi. Nguyên nhân đằng sau hiện tượng kỳ lạ này hiện nay chưa được làm rõ, nhưng theo một trường hợp tương tự được ghi nhận ở bang Texas, Mỹ vào tháng trước,
nó có thể liên quan đến nấm mật ong, một loài ký sinh ăn thân gỗ khiến cây bị rỗng. Điều này đã khiến phần gỗ phía trong bốc cháy trước khi tiếp xúc với lửa. Mà kể cả như thế thì đây cũng là một điều kỳ lạ quá mà. Vì vậy, người ta mới có thêm một lý do cho rằng sét đánh cũng có thể khiến cây bốc cháy từ bên trong như vậy. Còn điều gì bạn nghi ngờ và không tin về cái cây bốc cháy này nhỉ? Có thể comment xuống bên dưới xem suy luận của bạn ra sao nhé! Qua những dị tượng và thiên tai thiên nhiên ập đến, con người mới cảm thấy nó thật đáng sợ và gây thiệt hại quá nhiều. Nhưng chính trong những lúc khó khăn này mới thấy được cái quý giá của tình người, đặc biệt là tình người của nhân dân Việt Nam. Vậy cái quý giá đó là gì đấy? Bạn có biết giữa lúc miền Bắc đang gặp bão lũ lụt vô cùng khó khăn như vậy thì người dân Việt Nam đã làm gì không? Giúp đỡ vùng lũ, quyên góp ủng hộ hay livestream câu view? Mình nghĩ rằng không chỉ miền Bắc khi gặp khó khăn mọi người mới giúp đỡ đâu, mà đồng bào chúng ta khi miền nào gặp khó khăn thì cũng giúp đỡ nhau và quyên góp ủng hộ. Đặc biệt là những hình ảnh cụ thể sau đây đã nói lên tất cả. Khi cơn bão đi qua, lũ lụt tới, xung quanh bốn bề mênh mông toàn nước là nước, người dân chỉ biết leo lên mái nhà chờ người tới cứu, thì các lực lượng chức năng, các chú bộ đội công an cùng bao nhiêu thanh niên khỏe mạnh cũng hết mình lan xả để cứu người trong vùng bão. Những nơi may mắn hơn không bị ngập thì họ cũng nóng lòng như lửa đốt, chỉ có thể nấu cơm nước, hỗ trợ cán bộ cứu hộ và cứu nạn. Việt Nam một đất nước anh hùng, thấm đẫm tình đoàn kết. Khi rơi vào hoàn cảnh này lại thấy ngày một rõ hơn. Miền Bắc thất thủ thì anh em miền Trung, miền Nam cũng xót xa lo lắng vô cùng. Những chuyến xe từ thiện, xe cứu nạn từ Nam ra Bắc chở theo biết bao nhiêu ân tình của người dân cả nước hướng về vùng lũ. Ai có ít cho ít, ai có nhiều thì cho nhiều. Hy vọng tất cả đều được bình an, Việt Nam vượt qua được khó khăn này. Nhanh Chí là một người dân miền Bắc, là một người con của miền Bắc cũng đang hứng chịu cảnh bão lụt như vậy. Thực sự rất biết ơn những anh em đồng bào cả nước. Có thể nói, đây chính là cơn bão lịch sử cũng như cơn bão lũ lụt lịch sử mà gần 30 năm qua, Nhanh Chí chưa từng thấy bao giờ. Không biết tại sao, càng ngày lại càng có lũ lụt nặng nề như vậy nhỉ? Do bão gây ra ư? Do phía bên trên thủy điện của Trung Quốc xả lũ hay do ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề đây? Đáp án có thể là do bão, do Trung Quốc xả lũ từ phía bên trên và nặng nề nhất là do ô nhiễm môi trường. Nguyên nhân sâu xa mà ít ai để ý đến cũng chính là vì vậy, do con người chúng ta vô tình gây nên mà không hề hay biết. Phá rừng, tiêu thụ quá mức khiến thiên tai ập đến không kịp chống đỡ, trở nên ngày càng khốc liệt hơn chăng? Và phải chăng chính Nhanh Chí và bạn cũng đang đòi hỏi mọi thứ nhiều hơn? Sử dụng giấy một cách lãng phí, xả nước thoải mái, ăn uống rồi vứt rác thải nhựa bừa bãi. Nhưng đâu chỉ có chúng ta, hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ người trên thế giới cũng như vậy. Khi số người cứ tăng mãi thì rác thải càng chồng chất, rừng trở nên trơ trụi, sông hồ dần cạn kiệt, ô nhiễm thì ngập tràn. Vậy thì thử hỏi điều gì mà ngăn lũ lại được đây? Đúng là không gì ngăn nổi rồi. Bây giờ đứng trước tình cảnh này thì con người phải làm sao cho tương lai đây? Chúng ta những thế hệ trẻ hãy lan truyền một thông điệp bảo vệ môi trường. Hãy xả ít rác thải nhựa thôi và để đúng nơi quy định, trồng nhiều cây xanh và hạn chế phá rừng các bạn nhé. Thêm vào đó, còn một điều vô cùng quan trọng nữa để đối phó với thiên tai hay bão lũ ập tới, có thể cứu sống chính bạn và cả gia đình bạn đấy. Cùng Nhanh Chí trả lời câu hỏi đâu là cách phòng chống khi bão lũ tới nhé. Tốt nhất chỉ có thể là 4 đáp án bên trên mà thôi, trong đó có một đáp án vô cùng hài hước đấy. Trước khi bão xảy ra, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, gia cố chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, xác định vị trí an toàn để trú ẩn. Nếu như cảm thấy vùng ở của mình hay nhà của mình không chắc chắn thì hãy chủ động sơ tán, đặc biệt là vùng ven biển hay cửa sông để đề phòng nước dâng, dự trữ nước uống, lương thực thực phẩm, thuốc men và các vật dụng cần thiết đủ dùng ít nhất trong 7 ngày rồi tìm nơi trú ẩn thôi. Trong khi bão xảy ra, đề phòng tai nạn do đổ nhà, cây cối, cột điện, các vật bị gió thổi bay, điện giật thì tuyệt đối không nên tránh trú dưới gốc cây, cột điện hay vật dễ đổ nhé.
nên ở trong nhà, nơi trú ẩn an toàn và cao giáo, không đi ra ngoài, tránh xa cửa sổ và cửa ra vào, chuẩn bị sẵn đèn pin để đề phòng mất điện, không sử dụng nến để thắp sáng, tìm kiếm đồ vật trong không gian hạn chế, khu vực bếp ga dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ.